mọi người. Hiểu chuyên sâu về dinh dưỡng thì có thể biết được là cái canxi muốn chuyển hóa được nó thì nó phải cần là ánh nắng mặt trời này, nó hấp thụ được các loại vitamin D với E mới có thể chuyển hóa được canxi nhé. Nếu mà cho tiêm truyền canxi là hoặc là cho ăn canxi mà mình lại không phơi nắng ấy thì con chó cái canxi đấy nó không chuyển hóa được, nó dẫn đến sỏi thận mọi người nhá. Nên là nó không phải chuyển hóa được vào trong xương, nó sẽ tích tụ ở trong thận này, trong gan này, nó sẽ gây kiểu độc ấy. Nhiều anh lại bảo là bọn em tư vấn linh tinh này, hoặc lại bảo là canxi để hoặc là như thế nào không có tác dụng được không? Nhưng mà mọi người phải thấy là nó phải có những cái chất xúc tác, những cái gì nó mới chuyển hóa được ấy. Canxi của chó uống canxi của người không nhỉ? Được, canxi thì vẫn được anh ạ. Vẫn được, vẫn được bình thường luôn ấy. Mua được loại của người thì tốt quá, nhưng mà tại vì mua cái loại của chó thì nó vừa rẻ, với cả cái thứ hai là người ta đã nghiên cứu cho riêng rồi ấy, thì nó mới gọi là gì cả, vừa rẻ vừa an toàn vừa tốt hơn. Đâu phải test đúng không? Đâu phải thử. Tại sao lại ăn canxi mãi mà chó vẫn còi vẫn ấy đúng không? Khung gậu vẫn không to cho ăn cả tháng trời mà tại sao là nó khung gậu nó không như thế? Kiểu như ăn mà không thay đổi gì đúng không? Đúng rồi. Linh đứng ra để anh cắt đàn thần kinh đàn ra gì? Linh đứng ra nói bảo đá đàn này rất là mềm đấy. Nói ở trong ấy cho gần. Ở bên em ấy thì cái đàn Azanji này từ trước đến nay thì giá nó khá là cao, tại vì là bố nó nổi tiếng hầu như là nhất nhì Việt Nam rồi. Nói đến cái con Azanji ấy thì mọi người ai cũng có thể biết đến cái tên bố ở trên các trang mạng Google, YouTube hoặc là Facebook. Con này là mình tìm kiếm ở đâu nó cũng sẽ ra thông tin về con Azanji hết. Nên là đàn con của nó khá là đắt đỏ. Chèo kìa. Nhưng mà đợt này thì anh của bên em thì nuôi thì nó có cái sự chênh lệch là anh ấy, thứ nhất là anh ấy không có kinh nghiệm nuôi. Thứ hai là anh ấy kiểu như là chỗ nuôi của anh ấy nó bị ẩm ướt đấy mọi người. Nên là thứ nhất là nó không có ánh sáng, nên là chó nó bị còi cọc này, nó không có sự chênh lệch. 3 tháng tuổi một con nó 12-13 cân, 14-15 cân, mà có con 6-7 cân. Nên là đàn này là giá là cực kỳ hàng rẻ cho những anh nào mà thích dòng phả hiệu nổi tiếng ấy, mà lại được con chất lượng tốt, thần kinh căng luôn và chịu khó vực đấy nhỉ. Tất cả bên em sẽ hỗ trợ, như kiểu sẽ tặng các anh khoáng hay là đấy để cho nó phát triển khung xương ấy. Nhưng mấy con to của đàn Azanji này là giá nó không có dự, giá nó rất là cao, nhưng mà hiện tại là những cái con bé bé hơn này thì bọn em sẽ bán giá là cực kỳ hợp lý luôn. Thì nói là không phải là hợp lý mà là siêu rẻ luôn nha mọi người nha, bán lỗ cho anh chị luôn nào mà thích chơi đồng huấn luyện thần kinh căng luôn. Bố thì siêu khủng đúng không, bằng nguyên giá đàn khác luôn đấy. Nuôi đàn này, đàn là chơi rất là sướng nó khỏe chó ấy mà ấy cả, nó thật kỳ, nó rất là căng luôn ấy, này nó theo tông dòng ấy. Khi mà anh chị vượt cái đàn này lên được ấy thì lại cái mảng màu nó rất là đẹp luôn nhá. Thần gầm nó rất là đen rồi mà lại cái mảng màu đẹp đấy nhở, thì sau này nó rất là đẹp, càng đẹp đẹp luôn. Bọn em là trại sinh sản nên là kiểu như là không có thời gian để vượt nó lên được, nếu vượt lên được lại bán giá cao ấy. Con này bây giờ rớt vào cồn chó bé nó lại hay cắn cơ. Nên là bọn em sẽ bán lỗ đi nha mọi người nhé, sẽ bán giá rất là siêu rẻ cho anh chị nào có thể thích để bắt về để chơi huấn luyện luôn. Nếu mà vực lên thì bọn nhìn em nhìn nó bé bé như này thôi, nhưng bây giờ rốt là những cái đàn 2 tháng thì nó cắn cho vỡ hết mặt luôn. Kể cả những cái đàn mà tầm độ 8-9 cân thì nó vào nó chấm thì cắn hết. Kể cả 8-9 cân nhá, vào đàn 6 cân thì nó cắn cho chạy mất. Giạt hết ra một bên. Cơ bản là tông nó cũng căng rồi. Nên là anh chị nào mà thích hai em này thì khi mà mua hai bạn này thì bọn em sẽ chiết những cái lọ canxi ra thành các lọ bé để gửi kèm theo chó cho mọi người nha, về hỗ trợ cho các anh chị luôn. Đấy. Đàn này mọi người thấy là nó còi xương là bé thế này, về mình chỉ cần bổ sung canxi để cho nó tắm nắng ấy. Không lọ còn bé tí nhỉ. Mọi người mà để ý là hôm trước em đã quay video của đàn này rồi ấy. Thế nên là hôm nay là nó đã đỡ rất nhiều rồi, lông nó đã đẹp hơn rất nhiều so với lần trước rồi đấy. Đây mà em mới nhốt ở trại có mấy hôm. Nhìn kiểu như là chó nó có tông rồng nó vẫn khác đúng không? À. Nào chào mọi người đi, kêu nhảy tưng tưng tưng. Nếu mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho bên em để được tư vấn nhá. Xin chào mọi người.